Xin chào Việt Nam, chào tất cả mọi người. Ây da, hôm nay em xem một cái video ở trên mạng mà em mắc cười quá. Hồi trước giờ em cứ tưởng là công an của Việt Nam mình ăn vạ đồ này nọ mới đụng quẹt nhẹ cái là coi như là té xuống này kia kia nọ. Nhưng mà nào ngờ cái căn bệnh này nó qua tới ở bên Mỹ luôn anh chị em. Đây, mọi người xem đây nha. Đừng nói chuyện bài ạ. He just hit the guy. Bắt rồi. Ông phò vừa bị bắt. Thì cái câu chuyện đó là em không có biết, nhưng mà em thấy nó vui ở chỗ là già đầu hết rồi, không biết do tại sao mà quánh nhau đồ này nọ các kiểu, mới khều nhẹ cái mà tay kia, cái tay áo đen á, tay làm dữ dằn quá, tay ăn vạ quá cô chú anh chị em. Trời ơi là trời, đâu chi mà mắc cỡ dữ vậy em biết nữa mà. À, cái luật pháp ở tại đất nước Mỹ cũng như Canada là nó như vậy nè cô chú anh chị em. Hai người cứ chửi nhau, chửi qua chửi lại này nọ các kiểu gì không sao cả. Rồi anh chị em chỉ cần hù một cái thôi là họ báo cảnh sát. Nhưng mà chỉ cần nói qua nói lại rồi mình cứ thể nói văn tục đồ nữa, ok không sao cả. Rồi nhưng mà trong trường hợp này, nếu mà xét về pháp luật á, ông Ngọc Hồi ông sẽ bị rất là nặng. Bởi vì đó là anh đã dùng lực và dùng tay để tấn công người ta nha. Mặc dù là biết rằng là ông không có sai, nếu xét về mà gọi là khía cạnh thực tế thì là ông không có sai, tại vì người ta quay cái điện thoại vô mặt mình thì mình thấy mình rất là sợ và rất là ngại sử dụng hình ảnh. Nhưng mà cái đồng chí Ngô Kỷ thì đồng chí lại ăn vạ. Nhưng mà nói chung rằng là em cũng coi cho vui thôi, tấu hài nó cũng được anh chị em ạ. Thì nếu như luật ở tại Canada thì khi bạn hit người ta là bạn tác động vật lý lên trên cơ thể người ta là bạn là người sai. Mặc dù trước đó bạn không sai, nhưng sau khi bạn hit người ta một cái là bạn hoàn toàn sai. Và chắc chắn một điều rằng là cảnh sát sẽ xem xét lại đoạn video này và sẽ đưa ra cái luật rất là thích đáng đối với những người mà chủ động hit người ta. Thì cái đó là một cái hành động là trong cái luật pháp của cả Canada là tấn công người khác. Chứ còn ví dụ như anh chị cứ chửi qua chửi lại, mặc dù là anh chị là người đúng á, nhưng mà anh chị cần tác động một cái rằng anh chị sai hoàn toàn. Nên là cái khía cạnh của ở tại luật pháp ở tại Canada cũng giống như ở tại Mỹ á, thì là nó bảo vệ những ai mà là những người mà bị động, những người mà không gọi là không chống chọi lại được thì người ta bảo vệ rất là dữ. Còn như ở tại Việt Nam á, đấu vô đấu lại xong xuôi rồi là cũng không có biết ông nào hết, chủ yếu là giải hòa là chính. Chứ còn ở tại Việt Nam mà sức đầu mẻ chán đồ này nọ, thực ra là đúng là pháp luật của Việt Nam mình là mang cái tình người rất là dữ, thấy không? Rất là nhiều. Đặc biệt rằng là những cô chú anh chị em nào mà thường hay xem mấy cái bạn trẻ mà ở trên mạng hay là gây hấn với nhau rồi vậy đó, rồi cảnh sát tới cái hồi cái rồi cũng phạt hành chánh rồi cũng đi về thôi. Tại vì bây giờ nhốt có tiền đâu mà cơm đâu mà nuôi cho hết. Rồi xử phạt như vậy thì nó lằng nha lằng nhằng lắm, thôi đem ra xử phạt hành chánh. Mà nói thì cái thật sự Việt Nam mình nha, những cái trường hợp mà đánh nhau mà gây rối trật tự công cộng vậy, cứ dứt cho em, lấy thức dứt thật nặng cho em. Phạt cứ người 5-10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu nộp vào ngân sách nhà nước cho em. Nộp thật mạnh vào là tụi nó ớn liền à. Nó không có cái chuyện mà gọi là đi tấn công người khác, không có cái chuyện gọi là hơi gây hấn người khác nữa nha. Cứ làm mạnh vào là được hết. Chứ đừng có để mà chúng nó thấy được như vậy dễ quá mà. Không? Tác động vật lý vào là không nên nhẹ. Cứ phạt hành chánh thật nhiều vào, 10 triệu thấy không răng đe nộp 20 triệu, 20 triệu thấy không răng đe thì mình làm 100 triệu. Nó ớn liền thôi anh cô chú và chị em, nó ớn liền thôi. Nên là luật pháp ở tại Canada bảo vệ cái người mà yếu thế rất là dữ. Đặc biệt rằng là cô chú anh chị em mà chỉ cần đụng tới phụ nữ là mệt rồi. Đụng tới phụ nữ là mệt rồi. Không cần biết bạn sai hay đúng nha, mà đụng tới phụ nữ là mệt rồi.
đụng tới đàn ông thì là còn đỡ đỡ ha, đụng tới phụ nữ là mệt, đụng tới con nít lại càng mệt hơn đó. Cho nên là như trong cái phi vụ này thì có thể rằng ra tòa rồi này nọ các kiểu, rồi tình người Việt Nam với nhau rồi thôi chú Kỷ ơi, chú Kỷ bỏ qua cho ba con, hoặc là chú Kỷ ơi bỏ qua này nọ các kiểu, rồi cuối cùng cũng có cái tình người ở trong nữa. Nhưng mà thì không biết rằng là mấy người này có xử lý ra tòa vậy không, nhưng chắc chắn sẽ đến bảo lãnh rồi nộp tiền bảo lãnh mang về thôi. Ở Mỹ là như vậy á, cứ nộp tiền vào bảo lãnh được bảo lãnh ra về, cứ nộp tiền vào bảo lãnh là ra về, cứ nó đánh vào túi tiền là chắc cú. Cho nên Việt Nam ta cũng vậy, cứ chơi vậy đi, cứ nhắm vào túi tiền là quốc. Em cũng mong là như vậy, mọi thứ cứ đánh vào túi tiền là ăn tiền, chứ đừng có dĩ hòa vi quý quá rồi cuối cùng chúng nó cứ lờn. Hai cái người đàn ông này á thì em không khuyến khích, và đặc biệt em rất là lên án. Và cái câu chuyện này là những người lớn tuổi với nhau hết cả rồi, sôi sống vui vẻ với con, với cháu, với anh, với em, với hàng xóm, vui ngày nào hay ngày đó, chứ ai mà mình đánh nhau như thế này rồi ai mà làm như vậy thì không ai coi cho được hết cả. Mình thứ nhất là có tuổi hết rồi mà, mấy anh này cũng ngoài 60 hết rồi chứ đâu phải nhỏ nhen gì đâu, đâu phải trẻ trâu gì đâu mà mình đi làm những cái việc như vậy. Và đặc biệt là mình sống ở cái đất nước văn minh nữa, mình được đào tạo, được học hành ở đất nước văn minh nữa mà mình đi làm những cái việc như vậy, người ta cười. Đặc biệt là trong cái đó là có một cái cảnh sát là người Mỹ tây trắng đó, nó ghét lắm anh chị em, khi mà thấy trường hợp như vậy đánh nhau như vậy nó ghét lắm, nó không có ưa gì đâu. Thực ra nó làm vậy thôi chứ còn nó không có ưa gì đâu. Nên là ra nước ngoài thì cô chú anh chị em hạn chế, đừng có để cho những cái chuyện này nó xảy ra, xấu hổ lắm. Mặc dù là quốc tịch Mỹ nhưng mà mày cũng là người gốc Việt, mày là người Á Châu thế thôi, chứ tới đất nước của người ta mà mình lại lôn côn thế là không có được. Em nói thật sự với cô chú anh chị em rằng là cảm thấy mắc cỡ lắm ạ. Qua cái mấy video thì mình cũng xem qua, mình cũng thấy rằng là Ngô Kỷ cũng bị võ sĩ kia cũng hạ một phát cái knock out luôn. Nó như là knock out nằm dài và khóc đau đớn một cách quằn quại và rất là ghê gớm. Nói chung là nghệ sĩ Ngô Kỷ quá dữ dằn. Các bác chơi kiểu này là chết luôn, không được rồi. Không được rồi, em nói với tất cả mọi người rồi, tiệt tự ra em nói thật sự ra là qua mấy cái đoạn video ở trên mạng lan tỏa đó, hồi trước bao nhiêu năm trước kêu công an Việt Nam mình là ăn vạ rồi này nọ các kiểu, nhưng nào ngờ bây giờ nó qua tới tận Mỹ luôn. Thôi thì cộng đồng mạng anh chị em nào cứ vào đi, cứ vào coi và chia sẻ cái video của Ricky nha. Thì em thì đi tới đâu em cũng không có muốn gọi là tranh cãi những cái chuyện mà vớ va vớ vẩn như thế này. Nhưng mà em thấy nó mắc cười ở cái tuổi xế chiều rồi, già rồi. Mình nên vui vẻ với con cháu và rồi để thời gian sức khỏe đó để mà đi chơi cùng hưởng thụ những cái không khí trong lành. Lái xe mình đi từ bang này qua bang kia mình chơi, rồi mình cùng đi hưởng thụ những cái món ăn ngon ở tại đất nước Mỹ. Nói chung là tất cả mọi thứ, tại sao là những người này không làm mà mình đụng tay đụng chân chi cho nó cực vậy, rồi bây giờ cái số phận của cái ông kia thì sẽ như thế nào. Ví dụ giả sử như bây giờ ông đây là 60 tuổi rồi mà nó quất cho thêm khoảng cỡ 5 năm thì coi như là 65 tuổi rồi, ra ngoài đời rồi thấy con thấy cái rồi cháu chắc là nói ô ông nội mày bị ở tù, ba mày ở tù, ủ tề ở tù, buồn lắm. Nên là người lớn rồi mình phải tử tế chút xíu, mình đừng để con cháu nó cười cho. Em nói thật sự tất cả mọi người mắc cỡ lắm, nên là thôi. Ok, thì đang coi video thấy có cái đoạn này vui nên chia sẻ cho cô chú anh chị em xem nha. Mọi người nhớ follow kênh của Ricky, và Ricky xin cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo.